giật lại anh ấy. Con này hơi bị đẹp luôn. Con này hơi hám ngon. Cái này em vừa mới xúc lại buổi chế nha các bác nhá. À, các bác thấy này, cái chế zin của nó này em xúc lại này, tức là em lau chùi rửa lấy sạch sẽ. Đó, em đưa xăng em rửa lấy sạch sẽ. Rồi em thay cái ống xăng, em thay một cái ống xăng mới cho nó này. Rồi vậy là nó nổ thôi. Đó, hơi hám nó ngon. Con máy này để bãi nên là nó có những cái bụi như thế này, các bác về các bác rửa nhá. Em bán cho các bác con máy này với giá là 1,1 triệu nha, em bao ship toàn quốc nha. Mua hàng các bác chỉ cần đặt cọc giúp em 100.000 thôi. Đó. Con máy này em báo tình trạng cho các bác là em thay một cái ống xăng này. Đó, cái ống xăng của nó thì tất nhiên là lâu ngày thì có thể là nó bị mục các bác. Thì em thay cái ống xăng mới này. Đó, các bác thấy chưa? Em thay một cái ống xăng mới, còn máy móc là zin nguyên bản nha các bác nhá. Em không có đụng chạm gì đến máy nha, còn cái tem này luôn, tem của bình xăng. Thì hàng này em dọn lên cho các bác về, các bác mà tưới tiêu ở những cái vườn mà nó kiểu như là cây ăn trái đó, cây ăn trái các bác có thể tưới ok nhá. Đây, những cái dòng này nó đẩy, cái này em không có mở máy ra nhá các bác nhá, máy nguyên zin. Cái này nó đẩy được khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 50 mét đó các bác. Nó được khoảng 50 mét thì mình tưới những cái cây ăn trái nhỏ là ok. Thì hiện tại á, là cái mặt này thì nó hơi bị nứt một chút xíu ở đây. Đó, hiện tại cái mặt này nó hơi bị nứt một chút xíu ở đây thì các bác về các bác hàn gió đá nữa. Các bác hàn lại thì cái này người ta lấy chắc khoảng 20 ngàn thôi. Đó. Nếu như mà ai muốn hàn luôn ấy thì em sẽ hàn cho. Đó. Đây là em báo cái tình trạng máy là như vậy. Thì nếu mà ai mà muốn hàn thì em sẽ đi hàn cho, thì em hỗ trợ cái hàn đó luôn cũng được, không có sao hết. Tại vì ở đây em có thợ hàn. Đó. Đây nó là nhôm, cái mặt phần này nó bằng nhôm. Rồi, em hỗ trợ hàn luôn nhé bác nhé. Thì con máy zin thì em báo là zin như thế, tình trạng như thế, nếu mà ok thì em hàn, chứ không thôi em đi hàn về các bác không biết cái tình trạng máy nó nguyên bản nó như thế nào. Rồi lại bảo là máy chắp chắp ghép ghép rồi hàn họ đâu này kia. Đấy thì tình trạng của máy nó là như vậy thì em báo với các bác là nó bị nứt ở chỗ này rồi, em sẽ hàn cho các bác luôn, hỗ trợ luôn nhé. Còn nếu mà ai mà có thợ hàn hoặc là biết hàn ấy thì em bớt cho 50 ngàn. Đó. À, hiện tại là em đang bán 1 triệu, 1,1 triệu này em bao ship. Bớt nếu mà tự hàn thì bớt 50 ngàn là còn 1 triệu 50 ngàn. Mua hàng thì đặt cọc giúp em 100 ngàn nhé. Rồi nhận hàng và thanh toán. Cái này 1,1 triệu này em bao ship toàn quốc nha các bác. Những cái dòng máy này ấy, thì nó rất là ổn định vì nó xài cái bộ chế là chảy từ trên xuống, nên các bác cứ đổ xăng vào là các bác kéo e giật một cái nó có xăng là mở e ra là nó nổ thôi, rất là ổn định luôn. Đó, máy rất là nhỏ gọn, cái dòng này thì siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi. Các bác thấy là em đặt cái tô ở đây này. Này, các bác thấy không? Nó nhỏ hơn cái tô rất là nhiều, nó chỉ bằng cái nắm tay này thôi các bác này. Đó, nó rất là nhỏ xinh luôn. Mà nếu mà mình đi mua cái máy cắt cỏ rồi mình gắn cái cần vào thì nó có khả năng thì nó sẽ cao hơn tiền rất là nhiều. Cái này thì chỉ 1,1 triệu em bao ship toàn quốc nhé. Nếu mà về tự hàn thì em bớt 50 ngàn nhé. Còn nếu mà hàn thì em tính em hỗ trợ hàn nhé. Rồi ok các bác. Đó, đặt cọc cho em cái là em đi em hàn luôn. Em hàn cho thợ nó hàn luôn, làm lại cái phần cái cổ này cho các bác luôn. Rồi ok. Em đặt. Đó, guarantee rất là ngon nhé.
rất là nhỏ nhẹ luôn. Máy thì cực kỳ bốc luôn các bạn. Em đặt cái can 5 lít ở đây, à cứ đặt cái bình nhớt của Huvana đây cho các bác xem này. Đó các bác thấy không? Nó với lại một cái bình nhớt, nó chỉ bằng một cái bình nhớt thôi các bạn. Nó rất là nhỏ luôn, rất là nhỏ nhẹ luôn. Đó, chụp giật zin nguyên bản này, dây zin nguyên bản nha các bác nhá. Dây zin nguyên bản còn trắng tinh luôn nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì hàng này mà xài gia đình mà mình đi tưới những cái vườn cây thì đến bao giờ cho nó không biết bao giờ cho nó hư luôn ấy. À, bơm này là bơm Cosin, bơm này bơm nước mini Cosin của Made in Japan nhé các bác nhé. À, Made in Japan này. Đó. Thì hàng của em còn nhiều mà em cứ rảnh rảnh em lại dọn lên, tại vì em bán cả lô cho các bác thì các bác thấy nhiều tiền quá các bác không mua thì em dọn lên bán lẻ cho các bác. Đó thì cứ được con nào em đăng lên con đó. Đó bác nào nhanh tay thì em để cho nhá. Đó 1,1 triệu bao ship luôn. Là còn hàn hỗ trợ hàn cái này luôn, còn nếu mà không ấy thì em không hàn thì em mua bớt đi 50.000 là còn 1,5 triệu thôi. Bao ship toàn quốc, các bác cứ mua hàng thì các bác đặt cọc giúp em 100.000. Em đảm bảo với các bác là zin nguyên bản, con ốc em còn chưa đụng luôn này các bác này. Đấy. Ốc nó còn chưa đụng luôn, em chỉ mỗi xúc bình xăng thôi là nó nổ rồi. Các bác thấy là cái hàng mà nó hàng Nhật Bản ấy thì nó hàng Nhật nội địa đấy. Nó rất là bền và nó rất là ổn định đấy. Bao nhiêu năm rồi mà giờ chỉ cần xúc bình xăng là nó nổ rồi. Rồi ok các bác nhé, em nổ mà lại máy rồi em cúp video ở đây nhé. Đó là đó, tua rất là bốc luôn các bạn. Rồi chào các bác nhé.